con đi xuất xa con đi đạo phật xuất xa mẹ cha hoan hỷ phước là vô biên con đi học đạo thánh hiền mẹ cha ủng hộ thăng thiên phước lành con đi thế phát tu hành mẹ cha được hưởng phước lành từ tâm nhân duyên tiền kiếp dư âm đời này con mới phát tâm tu hành để cho ước nguyện viên thành đoạn dòng lưu luyến thực hành tu tâm đã bao nhiêu kiếp nguyện thầm đời này mới dứt bụi trần ra đi đoạn trừ tham ái sầu bi phát tâm học đạo chánh tri thiện lành tu cho đạo quả viên thành mở đường giải thoát tình thanh bồ đề mai sau giác ngộ trở về độ cha mẹ khỏi bến mê lạc lầm mẹ cha hiểu pháp tu tâm cùng về bến xác mê lầm tránh xa con đi đầu phật xuất xa mẹ cha hoan hỷ cả nhà an vui áo cà sa áo cà sa tu hành tôn kính mặt đã tu hành thân mặc áo cà sa muốn thoát vượt qua luân hồi bao thống khổ nên tu hành thân mặc áo cà sa sớm tối tụng kinh hành thiền chuyên chánh niệm không mong cầu hưởng thụ sống xa hoa tri túc bần tăng tu hành xa thế tục mãi tu hành thân mặc áo cà sa áo phước điền xưa phật truyền bao thế hệ hóa duyên lành với đại chúng gần xa hướng tới đoạn tử sinh luân hồi bao thống khổ nguyện mãi tu hành thân mặc áo cà sa rừng rừng núi thăm sâu tu hành nơi thích hợp đã tu hành nên ở chốn thăm sâu không vướng bận trần gian u sầu như thế tục không nhiễm trần không loạn ý tán tâm chuyên chú hành thiền nơi rừng sâu tịnh mịch dễ tu hành hơn ở chốn đông vui xa lánh trần gian bụi trần không nhiễm bận tâm ý an hòa chánh niệm mãi hằng ghi nơi chốn rừng sâu tu hành luôn thích hợp. Vì muốn hành thiền, thanh tịnh, chốn thâm sơn. Nơi cánh đồng, không tu hành, tâm dễ động. Nên phải trồng rừng, gây tạo chốn thanh tu. Người hỡi cùng nhau, chăm vườn cây tịnh mịch. Ngăn bụi trần, thanh tịnh, dễ công phu. Ai muốn thoát trần sang, nương rừng cây vắng vẻ tinh tấn tu hành sớm giải thoát khổ đau khiết hạ an cư an cư là phép từ xưa mỗi năm ba tháng mùa mưa phải hành ở yên một chỗ tỉnh thanh an cư ba tháng thực hành chuyên tu để cho tăng trưởng công phu để cho đạo hạnh người tu thoát trần. Mỗi năm phải tiến bộ dần, mỗi năm ba tháng ẩn thân chốn lành. Có hàng Phật tử thuần thành, hộ trì vật dụng phước lành tạo ra, duy trì sáu pháp Phật đà, cần lao tận tụy để mà tu tâm. Phan duyên trần thế lỗi lầm, an cư ba tháng tu tâm tình lành mong cho đạo quả viên thành để cho giáo pháp thịnh hành dài lâu để cho đạo hạnh thâm sâu mỗi năm ba tháng đạo màu an cư